Xin chào cô và các anh chị và các bạn trong ban Má Hầu La. Con có một câu hỏi là làm thế nào để mẹ và con để được hòa thuận và hiểu nhau thêm ạ? Con xin tri ân công đức của cô ạ. Hai mẹ con làm thế nào để hòa thuận, để có thể hiểu nhau được hơn? Đúng là nhiều lúc mẹ con không hiểu được nhau đâu. Con rõ chỗ này chứ, không hiểu được nhau. Thế thì bây giờ cả hai mẹ con cùng phải hay tâm sự với nhau nhé. Tâm sự nó khác với tranh luận. Con rõ chỗ này chứ. Nếu như chúng ta cứ tranh luận thì chúng ta mẹ con không bao giờ hiểu được nhau đâu. Chúng ta phải tâm sự với nhau thì chúng ta mới hiểu được nhau. Lỗi lòng của mẹ thế này, lỗi lòng của con thế này thì dần chúng ta hiểu nhau rất là nhanh. Các con rõ chưa? Con về con cũng bảo với mẹ như thế, bảo cô chủ nhiệm chỉ dạy hãy tâm sự với nhau, đừng tranh luận với nhau. Bởi vì tranh luận thì chúng ta có thắng thua, còn tâm sự thì chúng ta có trải lòng. Vì trải lòng cho nên người ta sẽ cảm nhận được nhau nhiều hơn. Mà trong gia đình thì thường thường chúng ta đừng để việc tranh luận xảy ra nhiều, chúng ta hãy để việc tâm sự nhiều. Cô cũng thế, cô có hai anh con trai. Nhưng mà hầu như những việc tranh luận nó không có nhiều đâu. Mà nó phải là tâm sự, nó là trải lòng. Khi chúng ta trải lòng với nhau thì chúng ta sẽ hiểu nhau, thông cảm với nhau và chấp nhận những cái gì chưa hoàn thiện của nhau nhiều hơn. Con rõ chưa ạ? Nhá. Thế cho nên hai mẹ con hãy tâm sự nhiều hơn, đừng tranh luận vấn đề này đúng sai phải trái gì cả. Hãy tâm sự. Nhất là con còn nhỏ, con có cái vấn đề gì con về con cũng kể cho mẹ nghe. Xin cái hướng giải quyết của mẹ và trải lòng mình với mẹ, dần dần con sẽ hòa hợp được với mẹ.